Mới đây, một bồi thẩm đoàn ở bang Missouri, Mỹ đã yêu cầu công ty sản xuất hóa chất Bayer của Đức bồi thường 1,56 tỷ đô la Mỹ cho 4 người trong vụ kiện liên quan đến thuốc diệt cỏ Roundup gây ra nhiều bệnh nghiêm trọng, trong đó có ung thư. Cụ thể, bồi thẩm đoàn một tòa án của bang Missouri kết luận rằng Bayer phải chịu trách nhiệm về những sơ suất, lỗi thiết kế và việc không cảnh báo các nguyên đơn về rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng sản phẩm Roundup. Bồi thẩm đoàn cho rằng 4 người trong vụ kiện ở California cần được bồi thường tổng cộng hơn 60 triệu đô la Mỹ cho thiệt hại thực tế và 500 triệu đô la Mỹ một người tiền phạt mang tính răn đe. Theo đó, đã có 3 nguyên đơn được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch bị cho là do sử dụng thuốc diệt cỏ Roundup. Đây là lần thứ tư liên tiếp Bayer rơi vào tình thế bất lợi trong các phiên tòa sau khi giành lợi thế tại 9 phiên xét xử các vụ kiện liên quan đến thuốc diệt cỏ Roundup trước đó. Bayer đã đối mặt với khoảng 165.000 khiếu nại liên quan đến sản phẩm Roundup kể từ sau thương vụ mua lại Monsanto trị giá hơn 60 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018.